Thưa quý vị và các bạn, với những đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, sự tập trung ưu tiên nhân lực, máy móc vào thi công, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành cuối năm 2015 như kế hoạch, thậm chí dự kiến vượt tiến độ 1 năm. Đây là thông tin đáng mừng được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đảm bảo an toàn giao thông dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên vào sáng ngày 15 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm hiện tại, khối lượng xây lắp đã đạt trên 35%, đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2015, dự kiến sẽ vượt kế hoạch 12 tháng. Đặc biệt, đoạn Thanh Hóa Vũng Áng sẽ hoàn thành ngay cuối năm nay. Các dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên dài trên 1.500 km, đi qua 22 tỉnh thành, có khoảng 84.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có gần 5.300 hộ dân cần phải bố trí vào các khu tái định cư tập trung. Cần di rời hàng ngàn km công trình điện, nước, cáp quang, viễn thông. Nhưng chỉ sau hơn một năm triển khai, đã cơ bản hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, với 99% toàn tuyến. Đáng chú ý, trong thời gian qua, trên toàn tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ảnh hưởng của việc thi công các dự án. Tuy nhiên, ở một số dự án, một số gói thầu vẫn còn ùn tắc giao thông cục bộ. Nguyên nhân là do lưu lượng giao thông lớn, nền mặt đường bị thu hẹp, lực lượng tư vấn giám sát còn mỏng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban ngành của các địa phương.